Xin được kính chào tất cả các đồng minh thân yêu của tôi. Chào đón tất cả các bạn đến với video Nhóm Cơm Hến vs Sushi Không Giới Hạn. Cái cuộc chinh chiến này cũng như là cái video này ra đời một cách ngẫu nhiên lắm các bạn, là tại vì hôm đó là một ngày trời lạnh lịch sử ở tại thành phố của chúng tôi. Tại sao tôi phải dùng đến hai từ lịch sử? Rồi tại sao cái video lại ra đời ngẫu nhiên? Thì các bạn hãy lắng cái động tâm hồn xuống nghe nhé. Lần thứ hai trong đời thấy tuyết. Lần đầu tiên thì cái cảm xúc vỡ òa. Lần thứ hai bắt đầu chán ngay. Trời nắng tốt như thế này nè, mà tuyết nó vẫn không tan. Đường xá bị đóng hết, trường học đóng cửa, các cơ quan làm việc cũng đóng luôn. Thậm chí đường quốc lộ mà người ta chạy từ Cali để mà chạy về miền Bắc cũng đóng cửa. Tất cả các tuyến đường đều bị tê liệt, nó tóm lại là cả thành phố đều bị đóng băng. Trong cái lúc mà thành phố như thế này, mọi người đều có nỗi niềm tâm tư riêng. Thì tự nhiên thằng em vợ trời sợ của tôi nó nổi hứng lên, rủ chúng tôi đi ăn sushi không giới hạn. Thì tôi mới liền gọi điện thoại để rủ anh em. Trời lạnh như thế này mà chúng ta tới đó mà quất. Ngoài sushi ra thì còn rất là nhiều món khác, chẳng hạn như súp hoặc là các món hải sản khác. Thì có gì tuyệt vời bằng. Và rồi tôi đã gọi cho thằng Đá Mòn, thằng Dương Phi Dương và ông chú Cùng Trang Lứa. Thì tôi đã nhận được lời đồng ý hai người, đó là anh em thằng Đá Mòn. Còn ông chú Cùng Trang Lứa thì nói rằng trời đông đá, anh ta sợ nằm nhà ôm tấm hình Tố Nga rồi nghiêu Nga bài nhạc Tuổi Nàng 15 sướng hơn. Nhưng không sao, không có anh ta chúng tôi vẫn lên đường như thường. Bữa ăn chúng tôi sẽ như thế nào, ngon ra sao, liệu chúng tôi có làm cho chủ nhà hàng sushi Masa sợ hay không, thì các bạn chờ xem nhé. Ngay lúc đó tôi muốn lên đường cũng khó, là tại vì thiếu nữ con gái đầu lòng của hai vợ chồng chúng tôi cứ bám chặt lấy tôi. Mẹ của nàng thì nàng chẳng thèm, một tấc không đi và một ly không rời khỏi tôi. Kiểu này mà tôi lên đường thì chắc chắn nàng sẽ thét lên giống như heo bị chọc huyết. Tôi chỉ còn có một cách, đó là phải chờ nàng ngủ say. Con kia, mang giày vô làm gì? Con đâu có đi đâu. Con ở nhà. Ở nhà cứ lấy giày ra mang. Nàng cứ tưởng rằng chúng tôi sẽ đem nàng theo cho nên tự lấy giày ra tự mang luôn. Chào cô chú Phát chưa? Tóc tai bù xù kìa, mới ăn xong mà. Ôi trời, ai xuống mà nhảy? Hả? Nó tưởng nó được đi á, gia đình nãy giờ đang yêu đời đó. Ôi trời, giang hồ. Ôi trời. Thôi con, được rồi con, chưa đến mùng 1 Tết, khỏi cần dẫm đất. Bây giờ dụ nàng đi ngủ đây. Mà con tôi đi nàng khóc. Dụ nhà ngủ đi. 1, 2, 3, khò khò đi. Ui, sao mày ngáy như người ta cưa gỗ vậy? Nằm xuống luôn chứ. Ngủ đi con. Rồi, lại khoe đồ chơi. Thấy cầm cái máy ra đó, khoe cái bếp này. Làm gì làm chứ, phải chờ nàng ngủ tôi mới đi được. Đem nàng theo chúng tôi chẳng dùng hết 100% công lực để mà giết Sushi Masa đâu. Lần này cho Sushi Masa chết. Còn là những anh ăn nhiều đến lớn nhanh như thổi. Cuối cùng thì thiếu nữ đã đi sâu vào giấc say nồng. Tôi rục rịch lên đường.
Chán thiệt đấy chứ. Nhưng có điều này làm cho tôi lo này. Đó. Á đồ, vừa nhắc kìa. Đó đó đó, mày đừng. Mày lấy mày kiếm cái gì mày đục đi mất công ông bà già ông đi ra ông xỉa chân. Nãy ra đi chỗ này gần điểm trường mà. Thì đó, mày có gì đục không? Ông bà già có hay đi ra đó không? Hoặc là đứa nào lấy xe này đi này. Thằng Dương vậy chưa? Lấy gì đục đi. Để đó nguy hiểm á. Mày lúc con rắn nó nằm ở phía sau đứt mẹ đó phải không? Từ ngày giờ còn thấy nó nữa không? Nó đi rồi. Đi rồi hả? Đi cái đầu mày nhiều cái đi vô phòng mày rồi đó. Ngủ từ lúc mấy giờ? Nãy check xong mới ngủ được một tí à. Chắc tí. Ở nằm nó ngủ quên chứ. Đường nó mở hết rồi hả? Hình như là mở gần mấy đường nhỏ thôi. Tôi nghĩ interstate nó còn đóng á. Qua kìa có bãi đá đó kìa. Cẩn thận kìa Dương Phi Dương. Kế bên này này. Đây này nhìn đi chân á. Nó đưa mày đi luôn đó. Thằng Dương. Trời lạnh lắm. Rồi chào đón hai anh. 12 anh lên xe. Chờ hai anh cả tiếng đồng hồ rồi. Các bạn có thể thấy trời nắng rất là tốt. Xe nó bắt đầu ra khỏi nhà nhiều rồi này. Chứ hồi sáng làm gì có cảnh này. Anh em ăn gì chưa? Anh em mày ăn gì chưa Tuấn? Chưa. Chưa gì luôn? Mày thằng Dương ăn lúc trưa, tao từ sáng giờ chưa ăn luôn á. Mày thì ăn từ sáng rồi, chúng ta để bụng uống nhiều nước mà 2 gallon nước rồi để cho lỏng hết đi à. Dễ sợ. 2 gallon giữ rồi. Nó đầu tư mà. Nó đầu tư cho chuyến đi này nè. Không, sáng giờ uống nhiều nước lắm. Sáng giờ tao cho ông Quyên ăn, người ta cũng ăn ké đồ ăn chút xíu. Nhưng mà chính thức mà ngồi xuống ăn thì chưa. Cho nên bây giờ đang nói bụng đây. Mà là hôm nay là mày quyết tâm chiến đấu mà không? Thôi để cho ba thằng bay chiến đấu, tao quay phim chứ. Mà chiến đấu à? Tao chiến đấu sau camera chẳng ai thấy. Mày ăn kiếp tao. Thì đó, lần trước tao đi ăn đó lần rồi nhớ không? Cái video mà mình đi ăn sushi không giới hạn đó. Thấy đồ ăn nhiều, thấy tao ăn nhiều. Nhưng thực ra lúc đó tao ăn ít đó. Hôm nay mình ăn sau camera mới nhiều nè. Để hôm nay tao được chứng kiến thằng Khôi ăn ngay. Nói mày Thằng Khôi là dư sức vượt tụi mình. Bây giờ thấy xe kìa, nhưng mà chúng tôi chạy trên đường á, hai bên đường vẫn còn đông đá. Tội nghiệp cho những người mà chạy từ Cali nhé, mà họ phải chạy bắt buộc là họ phải chạy ngang qua thành phố chúng tôi. Đó là đi bắt buộc. Nhưng mà những cái quốc lộ đó đóng đường hết. Một là họ phải tìm những con đường nhỏ họ chui. Mà rất là vất vả. Chúng tôi ở đây mà còn chưa biết đường nhỏ nó huống hồ gì họ. Còn hai là bỏ xe đó đi mướn khách sạn mà ngủ. Tội là tội những trường hợp đó. Những người ở miền Bắc thì họ quen rồi, họ chạy bình thường, còn chính phủ ở đây họ bấn loạn lên. Hey, lần đầu tiên thấy tuyết thì đẹp lắm, lần thứ hai bắt đầu thấy quải rồi đó. Đó, biết bao nhiêu người nói bây giờ tôi mới tin đó. Tiếp tục lên đường nha. Tới cái mình chơi liền. Ủa, chưa bao giờ mà thấy nó vắng vậy luôn á. Lạnh quá, chắc không ai đi ăn. Thôi, không sao, chúng tôi sẽ vào làm cho mấy anh ta ấm. Thôi vào nó còn bao nhiêu trái tươi mình ăn nữa. Ăn giùm cho nó chứ, chắc mấy anh làm sushi đang đứng buồn á. Có cái đám này vô là bảo đảm là mấy anh sẽ rất là bận rộn. Vô nha. Nhưng mà lúc bước vào nhà hàng thì chúng tôi thực sự bất ngờ. Đó là bên ngoài trời đang rất lạnh, mà trong này còn lạnh hơn. Nhưng mà không vì thế mà chúng tôi sẽ tha mạng cho họ. Chúng tôi liền lập tức nghiên cứu thực đơn. Cái bà phục vụ bước tới liền hỏi: mọi người sẵn sàng kêu thức ăn chưa? Thằng đá mòn cùng với thằng em vợ trời sợ của tôi liền đưa ra một chiến lược rất khoa học, nói rằng có rồi nhưng mà nhiều vô số kể. Hay là bà cho chúng tôi một tờ giấy cùng với một cái viết: 15 phút sau bà trở lại, chúng tôi sẽ ghi đầy đủ các món ăn nhé. Bà phục vụ không còn cách nào khác đành tuân lệnh. Ôi trời ơi, nhà hàng nó lạnh. Nãy giờ mấy thằng vừa ngồi vừa run. Tôi mới quay qua hỏi một cái bàn khách kế bên, nó nói là: các bạn thấy lạnh không hay chỉ có mình chúng tôi vậy? Họ bây giờ thích là cái nhà hàng này tuần trước nó bị cháy cái máy. Họ sửa lại được cái máy rồi, mà cái máy sửa thì đã bị hư. Trời ơi, nãy giờ ngồi trong này nó lạnh. Kêu sake nóng đi, bây giờ lạnh quá mà. Hèn gì tới lạ sao nhà hàng nó vắng thì nó mới lạnh hư. 25 đồng 95 sen cho một người. Và chúng ta chỉ có thể kêu ở trên cái trang này. Ở bên trang này nữa này. Bên này là sushi, còn bên này là cơm chiên đồ này nọ các món. Đã cứ nghiên cứu cho thật kỹ đi Tuấn. Và rồi thằng em vợ trời sợ của tôi liền thoăn thoắt viết một cái list dài tựa như sớ của tao quân. Lúc đó thì tôi cứ nói với tụi nó rằng tụi bay cứ vô tư, kêu gì thì kêu, món gì tao cũng ăn. Tao quay phim là chính mà. Tụi bay cứ việc chiến đấu tỏa sáng như Thái Sơn bắt đầu. Rất nhanh chóng các món ăn đầu tiên đã được đưa ra. Lần trước ta đi với thằng ăn hai tô này. Ừ, mày ăn được vậy không? Ừ, nó tùy theo lúc thôi chứ. Đi có mì nữa. Thử cái này coi. Nó cuốn đẹp, cái công nhận nó cuốn đẹp hơn. Nhìn thấy thức ăn ra tới tấp, ba âm hồn kia liền thốt lên: wow, ngon quá, đã quá.
đúng là đồ phàm phu tục tử. Đồ ăn ra, mặt tôi vẫn tỉnh như sáo, ánh mắt vẫn lạnh như tiền. Nhưng mà trong lòng tôi chỉ thầm nói khe khẽ. Bờ lốt. Cái này là gì tốt? Tuna phải không? Smoked tuna. Cái này như là pepper tuna phải không? Pepper tuna. Pepper tuna. Cái này là beef tataki. Thịt bò luôn á? Thịt bò. No, cái đó là pepper tuna. Còn bên này. Cái này là gì? Yellowtail. Có gia vị ngon. Bấy hẹ, hẹ là bình nhổ. Các bạn có thể thấy nó làm miếng cá rất là khiêm tốn. Vô đi. Và rồi không ai bảo ai, chúng tôi liền nhịp nhàng, nhịp nhàng. Có rượu sake. Cái này nó có mùi rượu nè. Mời nó mình. Vừa ăn, thằng đá mòn vừa nói: mày cứ tập trung quay phim đi. Để tao, nhiệm vụ chọc thèm chúng sanh hôm nay là của tao. Thực sự thì tôi cũng muốn chiều lòng nó lắm các bạn. Nhưng mà tánh của tôi ghét bị người nào giật sâu. Cho nên tôi mới liền nói với nó rằng người ta có câu trăng mờ còn tỏ hơn sao, dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi. Dù tao có đóng vai phụ hôm nay thì cái vai trò chọc thèm mày không qua nổi tao đâu. Lúc nãy đưa cho bạn nguyên cái sữa tao quân bà hết hồn mà. Phải ăn nhanh khổ quá, đồ ăn ra liên tục mà. Dĩa cá mới ra này, đẹp quá. Cá salmon, yellowtail, tuna, red snapper. Một bên là cá tuna, còn một bên là thịt lươn. Lươn với một tốt, yêu không? Yêu. Bây giờ mình ăn cá sống nha. Còn thằng em vợ trời sợ của tôi thì vừa ăn vừa gật gù. Rồi anh ta nói rằng sẽ có người ghét mình. Từ từ em sẽ nói, nhưng mà em bảo đảm sẽ có người ghét mình. Em vợ trời sợ nó khen là thịt cá tuna nhìn tôi. Cái người là dương á. Tôi thì lại thích ăn với nước tương ớt nha. Mấy thằng này ăn xì dầu. Cái miếng cá hồi này nó không khói. Mình dọn lên anh em, đồ ăn sắp ra tới nơi rồi. Một ngày tuyết lạnh mà được như thế này là blue phải không? Nó thơm chứ, công nhận nó thơm ha. Mày tao làm miếng nắp rồi. Ăn mùi
ổng đem ra ngon hơn. Và em nướng nha, và em nướng với phô mai vô. Có một cái này là spicy mayonnaise không? Đúng rồi, spicy mayonnaise. Double cheese không? Dĩa cá tươi sống của chúng tôi đã đi đời. Tiếp tục chờ đồ ăn. Thôi thì cố lên em, chỉ còn 6 con. Mình giỏi thiệt. Hả? Thằng này dã man tan bạo. Và em đã xong. Còn nửa miếng sushi. Còn 3 cái hand roll cá tuna. Vô đi Dương. Lấy lên menu mày coi trước đi. Rồi bây giờ tiếp tục nghiên cứu. Chỉ còn miếng sushi này từ từ giải quyết sau. Mì có biết thử thách được. Dương, bùng bao nhiêu phần trăm rồi? 60. Vậy là mình còn để lên khối 60 rồi. Ừ, nhanh vậy, thằng Tuấn bao nhiêu? Tuấn bao nhiêu rồi? Tao cũng có chỉ 60 rồi. 60, tao mới có 50 rồi. Tại vì nãy giờ tao đang bị quay phim, tao ít ăn lắm. Bằng tiếng của Tuấn rồi. Dắt tụi bay đi ăn, tao bằng tiếng quá. Đã 20 phút trôi qua, ngồi chờ suất đồ ăn tiếp theo đưa ra mà vẫn chưa có. Đây, suất đồ ăn thứ hai đã ra. Vẫn làm các món cá. Có chân dĩa à? Ờ, sao làm dĩa nhỏ nhỏ à, cái này ngon này. Có xoài này. Mango. Tuấn đòi 15 cái dĩa này. Nó không phải. Có nghĩa là một order là nó có hai miếng này thôi, không thôi. Rồi xấu nhau chi vậy? Quang Dương về Dương kìa. Dạo này anh ta có bồ sao á. Mà nãy vừa ăn cái chụp hình ra, gửi em làm bằng chứng. Yes, giống như em đang ngoài em ăn cái gì đó. Ăn cá là phải chụp hình cá cho em. Mất công rồi em về em nói anh xạo. Anh ăn rùa mà anh ăn cá, gì đó. Hèn gì từ nãy đến giờ, mỗi lần mà đồ ăn ra thì cái thằng Dương Phi Dương lại cầm điện thoại ra để mà chụp hình. Lúc đầu thì chúng tôi hơi ngạc nhiên, nhưng rồi thức ăn kêu gọi chúng tôi bỏ qua. Nhưng bây giờ gạn hỏi thì anh ta mới thỏ thẻ thưa rằng đó là gần đây anh ta vừa mới quen một người con gái, tên gì thì chúng tôi không biết. Rồi thằng Dương Phi Dương mới bộc bạch ở nhà thì ba mẹ của cô ấy vẫn thường gọi cô ấy là người con gái cẩn thận, còn dân chơi ở ngoài đường thì vẫn gọi cô ta là người đàn bà chẳng tin ai, còn riêng bản thân em thì em gọi cô ấy là người tình đa nghi. Cho nên em làm cái gì, em đi đâu, em phải luôn luôn ghi nhớ, có bằng chứng gửi cho cô ấy coi. Nói tới đó tôi liền lập tức nổi da gà, là tại vì thưa các bạn, lúc nãy vừa mới bước vào nhà hàng này, trước khi ngồi xuống ăn thì thằng Dương Phi Dương đã đi đái, không biết bây giờ người đàn bà đa nghi đã nhận được bằng chứng hay chưa. Xíu ớt này, jalapeno lên này. Mà sao khó gấp vậy bay? Đã. Cay không? Cay. Cay nhưng mà nó không hết. Ớt này vô nhá. Ớt nó giòn ngon. Mà sao cái dĩa nó khiêm tốn thiệt á. Không nhộn. Bố thằng mình 18 dĩa này chắc cũng ăn hết hết chứ. Thôi mình ăn như thế này thằng nào ghét mình khôi. Rửa chén. Rửa chén nó ghét. cái thằng sushi chef nó chưa chắc ghét mình, mà thằng rửa chén nó ghét mình lắm. Chén dĩa gì đâu đem xuống liên tục à. Vô này. Cả Simon với là xoài, mày nữa à. Vô. Hấp thôi anh quên. Dĩa này mới đã này, thêm một dĩa cá sống này. Rồi các bạn coi anh vô video chuẩn bị này đó. Chưa đó. Nhiệm vụ với em đó. Thịt lương. Con nhiêu nước sống. Salmon, yellowtail, blue. Dĩa này đẹp á bạn, dĩa lần này nó đẹp hơn này. Em mà công nhận nó làm cái dĩa đẹp thiệt, đúng không? Đẹp hơn ngoài. Nó xếp cả đẹp chưa? Rồi vô. Thằng em vợ trời sợ của tôi ngồi ngấu nghiến, vừa gắp những miếng cá sống, nhất là miếng cá tuna. Anh ta vừa nói rằng là lúc mới lớn, khoảng 20 tuổi, anh ta có quen một con bồ. Cái môi của con nhỏ đó nhìn thâm thâm như hai miếng tuna. Cho nên nãy giờ anh ta vừa ngấu nghiến, vừa khẽ gọi tên của cố nhân. Nina ơi, anh nhớ em. Trong khi đó thì thằng đá mòn, nó đang ngồi bế khí luyện công. Rồi sau đó nó mới đưa cái luồng khí tụ đan điền. Cái dĩa cá tươi sống này đây nè, rất ngon. Nhưng mà nếu mà so với cái dĩa sashimi của Châu Đại Dương mà tôi đã từng làm video đó thì nó không ngon bằng. Tại vì cá đó hình như nó tươi hơn.
Món chính đã xong, bây giờ đến chương trình tráng miệng. Kêu cái gì, 5 cây cà rem hả? 5 cây đâu còn hết. 5 cây cà rem, 3 cái chú chiên. Vô. Khoảng 15 phút sau thì các món tráng miệng của chúng tôi đã ra tới. Chúng tôi cùng giữ chung một nhịp độ để giải quyết. Ê, chụp hình chưa? Phải lấy phone gửi cho người đàn bà đang yên nhé. Và rồi, sau hơn 3 tiếng đồng hồ có mặt tại nhà hàng Sushi Masa thì chúng tôi đã xong cái cuộc chinh chiến. Lúc mà quay đầu nhìn lại nhà hàng thì chúng tôi mới phát hiện rằng chỉ còn hai chữ Sushi mà thôi, còn chữ Masa hình như đã bị tê liệt với đám cô hồn các đảng chúng tôi. Và đó là tất cả những hình ảnh của video nhóm cơm hến chiến đấu sushi không giới hạn. Xin cảm ơn tất cả các đồng minh thân yêu đã theo dõi video này. Còn bây giờ xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo.